chào bạn. Chào bạn. Chào bạn nha. Thì ngày hôm nay mấy anh em mình là định đi sinh tồn các bạn ơi. Mà hên sao đi ngang cái đồng dưa nữa các bạn. Người ta mới cắt hồi tối. Cái còn không có ai gọi. Rồi. Thì mấy anh em mình là quyết định là tổ chức cuộc thi móc dưa nha các bạn. Wow. Nhưng mà cái giải này hơi đặc biệt nha. Biết gì không? Cái gì? Đây nè. Thì bạn sẽ được 200 ngàn được tô bút xíu lo. What the hell? Ôi trời. Đây nè, bây giờ nè. Bây giờ ai thích cô, ai thích bạn nào, bạn gái nào trong team của mình thì bước qua một bên. Khỉ đầu chó thích. nói. Tôi đang bên chú. Thanh niên này mình còn ở lên, tôi lỗi khỏi vòng rồi. Rồi, bước qua một bên đi. Ai thích bạn nào? Thích bạn nào sao? Nè, anh ba thích tái trong với đảng à. Vậy mày? Xét bên luôn. Bây giờ nha. Chưa móc mà. Bác, bây giờ đến hỏi rồi. Bây giờ ai thích Nguyên đứng bên đây? Đúng. Ai mà rồi đây ai mà đam mê với Nguyên đứng bên đây? Nghiêm mày. Rồi. Nghiêm này. Đúng rồi, nó bị lỗi. Ai ngon lâu? Ai ngon đứng bên đây? Mình kia. Mày bị lé mà. Giờ mày đứng lé. Mày nghe thằng tưởng ai coi. Ai chung với thằng này được không? Ai đâu? Đây. Gì? Ai phú đâu? Sao kìa phú vậy không có tình. Cái vậy mày bị với anh ba mà. Đã nói không phải rồi mà cứ em. Qua đây. Còn em sao? Mày với anh, mày là ngon. Anh niên này bị lỗi trực tiếp qua vòng cửa xe. Mày với ai? Tao với Đẳng nè. Hiểu rồi đó. Đẳng. Đây mình với Đẳng nha các bạn. Ủa rồi điện thoại ai? Nguyên cha mày. Nguyên hả? Còn kia. Ngân. Anh nghe nghe ngân. Ngân nhiều quá con bên. Còn thật. Ai cũng được. Còn nghe thôi. Nghe mình nói thẳng các bạn là này thích khỉ đầu chó nha các bạn. Được rồi. Bố mình diện lâu lắm rồi đi nhé. Xong rồi. Thôi bây giờ nói chung được cái trai gái vậy đó. Nói chung là giờ người nào mót nhiều dưa nhất đi. Dạ. Kia phải hùng tiền lại cho. Đúng rồi, cho cái thằng người thắng. Đúng rồi. Dạ. Nói chung là giờ nè, ai thắng phải không là mấy anh em sẽ góp tiền lại cho thằng đó một chuyến đi đi thăm đầu khi được chó chứ. Nói xúc mày nói vậy. Cây tươi nhờ. Bây giờ khoan. Bây giờ mình nói lại một lần nữa nè, để mấy bạn đói nè. Bây giờ nếu mà Phan, bây giờ sao là đổi nào bây giờ? Bây giờ là cứ để anh quay đi. Tại vì anh thấy là nên để cho đám trẻ tụi cưng nhiệt quyết chơi. Quyết đưa anh Thành quay. Quên. Nhúng gầm gà chung trình. Yên tâm đi, lần này anh không có nhúng đâu. Tại bữa hổm là hụt tay thôi. Lần này mà bữa hổm anh Thành cầm cái mấy gà mà anh Thành đang bơi vậy nè. Cái hổm anh Thành bơi. Anh Thành nhúng camera vô chơi dây dừa luôn. Ê, bây giờ đó, mấy anh em mình đang bệnh nè. Mà ăn dưa vô có sao mày? Thì máy mát chứ chị sao? Ngon. Này ngon nè. Không nói gì ông đó. Bây giờ là nếu mà đội nào thua thì hãy chung cho đội kia người 20 là 60 để đội kia dẫn bất kỳ anh nếu mà anh Thành thì trong 4 người đó anh Thành chọn được 1 người. Nắng cũng được, thợ cũng được. Ủa tao làm gì được trời. Giờ tao thắng thua tao cũng mà, vậy à. Thắng thua tao cũng vậy. Mà nếu như mà ba tao thắng, ba tao dẫn 4 đứa đi luôn. Không biết. Ok hả? À? Không được. Đúng không? Rồi, như vậy nha. Quyết định nha. Để mà nói mấy bạn gói nó mệt lắm. Ok. Rồi, bây giờ không dài dòng nữa. Mấy anh em mình đi luôn đi. Đi luôn. Để đi luôn. Để chết đi. Cái gì vậy? Để mình lấy đầu lên cho thử. Ôi. Nè dương ta cắt. Ê, coi chừng dưa này người ta chở gớt á. Không, người ta cắt nè. Thì chở gớt á. Đi tiếp. Cậu kia làm gì vậy? Cái gì view vậy? Người giàu nhất Việt Nam này review siêu xe cho em xem. Nào. Đây, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Thành Bụng Bia. Hôm nay Thành Bụng Bia sẽ ra mắt cho các bạn một chiếc xe Mercedes A55 được sản xuất ở Mỹ mà ở đình. Chạy chiếc Cadillac cùng nha các bạn. Các bạn thấy trong xe rất là sạch sẽ nha các bạn. Cái này nó chở gì anh Thành? Mày à, cái này là không biết gì hết trơn. Cái này để chở kim cương. Em biết rồi. Dưa pha lê. Đúng rồi. Dưa pha lê. Đây. Trước chúng ta có một cái khung sườn rất là chắc. Chắc không lị. Đeo lên cho các bạn coi đi nha. Ông chủ kìa anh. Ủa trời ơi. Đây nha các bạn. Đây là mấy trái dưa mà hư nha. Người ta bỏ, người ta không có bán được. Ta bỏ nha các bạn. Ủa giá đó còn non bơ ơi. Bỏ đi qua đây nè. Cái này
Non. Chín. Non qua đây nè. Gì vậy? À, mình sẽ chơi chuối rồi mà. Chị dễ vô chơi cái gì các bạn nha. Cô coi nè. Rồi. Trời ơi, không bể luôn. Rồi xịt nước rồi. Nhiều gì thương các bạn ơi. Thôi thôi bỏ đi Thuận ơi. Đây một trái nha các bạn. Ngon. Ngon. Đợi anh kia vợ đi mót rồi kìa, nhanh đi. Ê, nói luôn nha. Bây giờ là dư chính mới tính nha. Ok. Ok. Lấm 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 lấm. Ây da. Còn kim ngân mà. Ngày hôm nay mình sẽ chỉ các bạn quay chi trên mặt của em nè. Cái gì? Mình sẽ chỉ các bạn cách vẽ dương nha. Và đây. Đây là chế dương. Kìa Hưng. Cái gì bên đây nè Hưng? Kìa. Thôi rồi. Tiếp tục chương trình. Ê, vua này còn sống mà lợn bẻ chi lợn? Bẻ đại đi. Không, nó có dao là vua chính mới được kìa. Mình xuống nhăn nè. Bị bẻ review cho các bạn xem. Mình kiếm cái nào chính mình hả bẻ review. Còn mấy cái này mình sẽ chỉ với các bạn cách bẻ vua nha. Ok, bẻ đi. Mà mình kiếm cái cuốn cuộn của nó. Mình luôn xuống này. Cái ghế cuộn của nó. Kiếm cái ghế của nó. Ủa? Bẻ vua này kỳ mày. Bẻ ghế vua ảo không? Cái này em đập thứ ơi, chính không? Đập thứ ơi. Ê, đừng đừng. Rồi. Nhìn thôi mới sống rồi đi thôi ơi, mấy nó món nãy giờ luôn kìa. Mấy nó món có vui gì kìa. Ôi đi lẻ trên núi đi lẻ. Ê Nhã. Gì? Ở đây người ta ăn cơm hộp cái gì phòng hộp cơm không nè. À mấy nè hả? Ừ. Thằng Đặng thắc mắc thì mình cũng giải thích cho nó biết luôn các bạn ơi. Con màu vàng. Cái này cái tô màu vàng của anh mới dục. Để vừa pha lê. Đây nè các bạn. Thôi mình phân tích cho bạn nghe. Thì cái này đúng không? Ừ. Cái này là người ta mua mấy cái hộp cơm về á. Đến cơm. Đâu chưa nói xong mà. Rồi mày nói đi. Thì người ta thì mấy trái dưa thường là nó không có gì điểm ở dưới đúng không? Đúng rồi. Thì không có cỏ gì, nó mà đụng vô sình thì nó dơ. Chắc người ta mua này về người ta lót dưa, bỏ trái dưa lên á. Hợp lý. Cho đụng dơ á. Rồi ok hiểu rồi. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Nó nhóc luôn nè các bạn. Bạn kiếm kỹ kỹ mấy cái đường này nè. Chắc chắn sẽ có dưa sót luôn. Ê đây. Hả? Chạy vô hư không chạy. Đây. Ngon các bạn ơi, ngon. Thử. Gì à anh Hoàng? Hả? Vô cái gì vậy? Vô húi. Cái vô này nè. Đen. Ê, hồn luôn. Đâu? Coi nè. Ủa cái này héo rồi. Dạ hết. À đây nè. Rồi, vô rồi đó. Thôi. Một trái nha. Một trái nè. Chín. Rồi, đợi thằng Đẳng được một trái nha các bạn. Góc luôn. Lấy áo đựng đi. Không sao, cầm tay được. Đúng rồi, lấy áo đựng. Đây. Ôi, mấy trái dưa này uổng vậy. Úi giời. Uổng quá. Này chín đỏ luôn nè. Mấy trái dưa này người ta cắt nó hư đó mấy bạn, người ta bỏ người ta không chở á. Tại vì bán cũng đâu có tiền nữa mà. Trời. Chạy ra đây lẹ. Dạ. Mới lụm dưới đó đó. Được. Mấy trái này người ta cắt lâu rồi mà. À mới cắt. Rồi, ngon. Trái nào chín là được nha bạn, nhưng mà phải ăn được. Oh. Mẹ, gì vậy? À, bên kia đây mấy niên này qua bên đây rồi. Thôi. Thôi. Đây nè. Ơi. Ok mấy bạn ơi. Lụm nha bạn. Rồi mấy cái này mình móc giùm thôi nha, mình không, tao không cố tình nha. Mày tụi. Không cố tình. Mày tụi. Tụi mấy tụi nó cũng không có tính đâu bạn ơi. Mà mình bữa cho bạn xin thử. Ê, hay là để cho chim ăn đi. Đúng rồi, có thường thường buổi chiều là mấy trái dưa mà người ta chảo bể mấy bạn.
mấy con chim không mấy con gì nó ăn lắm rồi. Để cho mấy nó ăn đi. Vô mặt thôi cái nè. Vô mặt nè, giỏi vô mặt nè. Thôi để đi thôi ơi, để đi. Mở thử review cho bạn xem mày. Ra ra ra. Chào không? Một phát một thể. Trời ơi, nè nghỉ ăn nè. Đó. Đó kìa. Thấy chưa? Cái vô hư rồi, hơi ghê rồi. Kẻ trong hơi ghê rồi. Đây nha các bạn, mấy cái dưa này hư hết rồi. Ở trong gục luôn hả bạn ơi. Thôi bỏ đi thôi ơi. Chua nhá bạn. Nhưng mà bù lại là được cái này. Đúng rồi. Đổ chét luôn rồi. Anh Thành đưa cháu anh Thành đập nữa bạn. Ăn luôn. Nè anh ăn đi. Anh ơi, ăn đi. Anh còn không thử. Thôi, trái này chín rồi nè mày. Thử nha. Ui chín mà. Chín thường thường nè. Mình làm caramel mà được hưởng luôn các bạn ơi. Thôi trái nắng đây. Ngọt. Ngọt như hả? Bạn nào bị đâu hả? Đừng ăn này nha các bạn. Ăn này là chết luôn á. Mà mấy anh em mình đang nồi hỏng các bạn ơi. Ủa? Rồi để cho anh ba nhìn nữa. Đây, để anh cho. Các bạn, dưới quê mình là dưa chín nhuyễn nha các bạn. À, chưa chín mà nó gõ nghe gì nè. Đó, đi chín. Còn dưa sống. Rồi. Nhìn mấy anh mà khỏi đây. Trời. Cái này. Ghê hả? Đi đi móc lại đi thôi. Hơi non nha, hơi non. Ơi giời. Móc dưa gì hư không vậy mấy người. Rồi bây giờ để đây, tạm thời để đây đi. Tạm thời để đây, một hồi mất là mấy thằng nó chứ không ai á. Tại có mấy thằng nó không à. Đúng rồi. Thằng Đẳng thì lại thằng kia nó móc rồi các bạn. Thằng đó đó. Anh Thành thằng này. Hỏi nó đây. Thôi. Thôi. Nữa. Đây nè. Chơi chơi chơi. Chị bạn. Thôi ăn để là quay cận cảnh cho bạn coi bức nè. Nha các bạn. Trời ơi, bức bức bức. Bức lửa cái đi nếu các bạn ăn nha. Để lâu các bạn để lâu quá thì mấy bạn nhớ bứt chửi cuốn rồi nha. Đúng rồi. Bứt xích cái cuốn là thúi nha các bạn. Đây đó bạn, cái này là mấy anh em mình người ta cắt rồi mấy anh em mình mới dám xuống móc nha. Ủa cái này ủng nha bạn, nó bị thúi vậy là chịu rồi. Mà người ta bán đâu được đâu, bởi vì người ta bỏ. Trời ơi, đó kìa. Chưa. Trời ơi. Ăn được á. Sao? Ngọt. Mở bạn miếng nó nha mà để thúi các bạn. Ăn trong này đi. Mời bạn nha. Ngon không? Ngọt. Ê, nhưng mà nó vẫn còn trong dây đúng không? Đúng rồi. Mà ăn được mà. Nó chỉ hư ngoài này nữa bạn. Tại hình như là cái này nó không có lót á. Nó bị thúi. Đúng bị, rồi. Bị úng. Rồi. Ê thôi. Tranh thủ đi mót đi. Tao nghĩ ở đây còn nhiều lắm á. Đi đi coi chừng hồi mấy nó lấy cái giải giờ. Trời trời. Dưa đột biến thôi. Hả? Vậy. Đủ hả? Đây nè bạn. Chính rồi. Chính rồi. Dưa đột biến không nào. Anh phái lắm nè anh ba. Nè. Cái này anh phái lắm nè. Ồ chưa thúi. Cái này anh phái. Nè. À quên mình hái giùm chi vậy ta. Để hồi mấy nó thấy mình nó nói nữa các bạn ơi. Để nó này thôi. Thôi. Thử nè. Trời trời. Đây nó nè các bạn. Nè. Chính đó. Nó. Ừ. Bún bóc bóc là lụm được nhé bạn. Nhiều lắm. Để đằng kia đi. Để tao đi kiếm thêm vài trái nữa cho mày. Ở trái này còn ăn được nè. Không. Con bên nè. Ui, lùm luôn. Đây các bạn. Mình trái này nè. Người ta cắt á, cái người ta giục lên xe chở á, cái nó rớt ra các bạn. Còn cuốn cắt luôn nè. Đi, để cho đây nè. Giờ mình để đây nha các bạn. Để xuống đây đi. Không có lấy đâu. 5 trái nha. Đây. Ê, trái này hư mà.
có gì cho mấy nó đi còn ăn được. Mình được 5 trái nha các bạn, đi hối luôn, lấy mấy cái nhỏ đỡ đi tí ơi. Hai luôn đây đây nha các bạn. Gì nữa mà mình sẽ đạp ra coi nó có chín không không nha. Rồi đạp đi. À đi đi ra đi xa xa ra chú chú cam. Ok 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 luôn á. Đạp nha các bạn. Đi hiểu rồi đó. Đẳng một lùn mất mấy trái kìa, không lo tranh thủ đi. Ui trái này hấy luôn, không chín luôn. Sao hôm nay xui vậy? Cái thằng người ta gớt nè tí. Mẹ đâu? Nha. Hui luôn. Lụm luôn. Bỏ đi tí, lủng lỗ rồi. Oh my god. Oh my god. Thôi đi lại hòa thượng nè tí. Coi hòa thượng mất cái nào không? A few moments later. Ui. Rồi nó mất quá trời. Ui. Úm la cà na lụm bứt bứt. Mình sẽ review lại nha. Kìa khách bẻ bẻ vừa. Ừ. Nãy tí tí đà đà quá. Thôi mình đi nha bạn. Nói review khách bẻ vừa. Chắc thôi đội mình thua luôn. Ủa tao đi lần nào review vậy? Ai review là thật. Thôi đợi mà review chắc tới sáng mai luôn. Đây nha bạn, mới phát hiện một cái dưa độc biến nha. Dưa ra tí, dưa độc biến đi. Đi ăn ở đây. Đây là nè, dưa độc biến nè. Quá trời bự. Ủa đi chỉ trái này mà gặp trái này luôn. Cái này chứ không mẹ. Cầm tí. Lộn lộn lộn. Đây nha bạn, nãy giờ móc đường vô đây nè. Đội của đẳng cấp nè, hình lát với thỏ mèo. Như đây chắc anh lấy cái giải rồi á. Cái gì hả? Ăn đứt tụi nó chứ lấy cái giải gì. Xin. Xin luôn. Mấy anh em móc dưa xong rồi nhé bạn. Đây thành quả của mấy anh em mình. Đây. Giờ vô trọng tổng kết nha. Mình móc được hả? Mình móc hả không được trái nào nha các bạn. Quay được bao nhiêu trái? Đây. Bên đây hơi bị nhiều luôn. Xin cái tội. Ít vậy nè. Tại nãy tao móc rồi. Dùng ra dùng ra liền. Bên à. Chết chết kìa hả? Chứ sao trời. Bên trời ơi chết đuối kìa. Nhưng mà cái này thua chưa? Không. Cái là lặn hay cái là lặn hay chơi chết thôi. Lặn vậy. Coi coi cái nào thua không? Nhưng mà đó là chuyện của tụi bay. Không đâu, mình bên em nhiều bên đây nhiều. Đúng rồi. Rồi đó chấp chết đơn. Rồi bây giờ vậy nè. Cái đầu chính mới quan trọng nè. Ủa. Không hết hay gì vậy? Hết rồi, đi giáp vòng rồi đó bạn. Các bạn giờ mấy anh em mình đi giáp vòng. Bên đây bên của máy bay hết rồi hả? Ừ, đúng rồi. Còn khi mặc quần gích đái không ngồi. Rồi trái chín. Giờ khui ra trái chín thì ăn. Khoan. Bây giờ là để tao đếm số lượng cái đi hả khui hồi quên á. Đúng rồi. Số lượng không quan trọng, quan trọng là chín, hiểu không? Chưa kiểm tra cái. What are you doing for five? Một trái nào. Tự nhiên kiểm tra không có một trái kiểm tra hoài trời. Đếm nhanh đi coi nó có bị gì không. Ok giờ tính ra bị nha. Ba nè. Ê khoan khoan. Không. Này bị lỗ các bạn ơi. Bốn trái. Bốn trái. Năm. Chết thì giờ không chín hay vậy. Năm rồi. Rồi sáu trái ok. Tới bên này. Rồi coi lại mấy trái bị hư nha. Rồi coi đây cho bên mày coi luôn. Cái này không bị hư nè. Đem cái này vô nha. Hư nha. Hư bỏ ăn bên nè. Rồi. Không hư. Mới móc ra đó. Hư không? Hai trái. Không hư không? Ba trái. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Tám trái. Rồi. Rồi bây giờ kiểm tra mới được. Chứ vậy là không được. Dao đâu, dao đâu? Đập ra chứ. Đập chứ dao vô. Khoan, nãy có đem dao hả? Có đâu. Có. Ở trên xe. Không có. Không có. Hồi nãy em cắt lại lại rồi. Thôi đem cái dao theo để có gì mình còn chút cây làm cái gì mày hiểu không mày? Hồi nãy em thử đi xin tòm nên em cắt dao rồi. Rồi. Thôi giờ đập dao nha. Đi sinh tồn mình phải biết là có chặt cây xiên cá hay không chứ. Mày nói chung bây giờ tao chạy nhà nó tao mượn dao cho nhanh rồi. Ừ đi đi. Mày múc lần sau đi đừng nào cho nó đem đồ theo nha.
nó giống thật rồi đó. Anh em ơi, lượm nha. Dạ. lượm gì đó. Mới đi mượn hai dao của cái chú thằng Đẳng á, chú cho nguyên thai dư gan luôn. Trời, trời ơi. Chín không? Chín cho mày. Chín. Ơi chín cục luôn. Ui, được, ngon, được, ngon nha. Ôi, ê. Cái gì? Gì máu. Hay là bây giờ mình mình kiểm tra cái này xong đi. Sao rồi mình đi mua đồ. Ừ mà khoan. Ừ. Mình đi mất vô mình có được mua đồ gì không ta? Không. Được chứ mình đâu phải đi sinh tồn đâu. Coi có tiền đâu mà mua hả? Ừ đúng rồi. Nữa. Mày cứ yên tâm. Khoan. Tổng kết. Ê. Ừ lỡ rồi tổng kết. Ừ tổng kết đi. Đi qua bên đi. Thèn. Cái đó thì còn quỷ đen. Quỷ đen, quỷ đen. Đâu hả? Anh nãy giờ nhét trong túi nãy giờ. Sao anh không nói? Anh thôi luôn rồi đó. Đi ra ngoài mua đồ người ta không bán đâu. Thận tí với thầy anh ghẻ là đi mua cho anh là cục nước đá này, nửa ký đường này, với một hộp sữa đi. Ok không? Còn, nhớ mượn mấy cái muỗng luôn. Còn nhiêu em mua nước nha anh Thành. Có cái nịt em nha. Thôi đi. Go. Nhớ mượn muỗng nha. Gì mày? Để hồi ăn không có muỗng tao ăn. Thôi, để tao thiết kế muỗng cho. Thôi, tao lại mày à. Rồi bây giờ mình còn nhiêu đây tổng kết nha. Đi xả đại. Đây, thằng nào ai quay đi để tao chẻ cho. Đây. Tao trọng tài mà. Bên ai người đó chẻ? Tao trọng tài. Đây để quay cho. Quay đi Đặng. Ủa sao mày trọng tài sao mày đi quay có bên đó sao không quay bên tao? Thì mày cầm thì máy bên mày cho cái cam bằng chi? Ờ cũng đúng. Đây nha bạn. Bây giờ bên này có cái dao vậy? Mấy anh em mình tổng kết vô nha bạn. Khoan. Trời ơi cái dao. Mày mượn cái dao đâu rồi? Mày mượn dao của ai hả? Ở trong giỏng á, cái chú trong này nè. Sao mày rút con dao đẹp chứ hả? Là chú đưa cho tôi biết đâu. Sao mày lấy con dao này đẹp hơn đó nè? Nó lấy, chú đưa hai cái. Cái tao đi một khúc rồi đúng không? Cái chú kia tao lại cho nguyên thao vô ghen luôn. Kiểu đó là tao biết vô rồi. Tao thấy cái này là không vô rồi đó. Nè các bạn coi nè. Như cái răng luôn. Cái răng con thật á. Không, không sao. Có là okay, hên rồi đó hên. Đi đồng nè nha các bạn. Biết không? Biết cái đít đó. Bây giờ cái đít này đúng không? Cái đó ơi. Cái đó cứu mà ba. Cái này. Rồi bây giờ kiểm tra độ của hổ mèo đẳng cấp với thình lát trước nha các bạn. Cái này không sợ ngoài ngoài á, sâu dữ hả? Rồi. Nè. Rồi. Ừ, sống nha. Không rồi. Không rồi, khoan. Chưa sao? Chưa. Rồi rồi, sống không luôn. Rồi, không rồi, không rồi. Đúng rồi. Bỏ. Mình chưa đẹp, mình chưa đẹp. Mà chưa đẹp, mình chưa đẹp. Mình có dưa rồi, sợ okay. Gì? Tiếp. Mình sẽ sống đẹp. Đó, chính nha. Chính. Như vậy là được, còn hôn vậy là bỏ. Hôn vậy. Còn bảy trái lận. Được, đó, đó. Đậm hơn cái này, đậm hơn cái này. Đúng rồi. Đậm. Bỏ luôn, chế đẹp. Rồi. Bỏ luôn, chế đẹp. Bỏ luôn. Chế bự luôn à. Rồi, chế bự. Quá. Bự chính rồi. Trời ơi. Khoan. Tôi tới cửa hòa đây. Ủa? Gì vậy? Thằng bay đi nhanh chứ hả? Cái quán đằng kia mà ba. Cái kế bên luôn á. Tao quên. Chính đây chính nha. Chính. Rồi tao hỏi mày biết vừa rồi với chính với sống không vậy? Thấy mày biết là biết chín không à. Đúng rồi. Thầy. Đi ra coi. Rồi, để bên em một hồi làm mà dưới gan dầm ăn. Thấy muỗng tao làm chưa? Rồi cái này. 20.000 đó. Ok. Cái này xong. Chơi đẹp. Chơi đẹp. Chính mà. Chơi đẹp. Trời ơi. Sao mày không bụp trứng giữa đi, mày bụp hai cái luôn vậy hả? Chính nha. Rồi, ok. Ê, hay là ủa mới bên nó hả? Chưa tới bên mình nó hả? Chưa, nó sống luôn mà. Chính nha. Ê, cho tao miếng này cạp ăn cái coi. Cạp đi. Cạp không mời luôn nha. Sống rồi. Một liệm luôn bạn. Sống rồi. Sống giùm ngợi. Cái này mà sống cái gì? Cạp thử cái đỏ hồng luôn. Hồng hả? Giống màu nè. Sống rồi đúng không? Ăn thử đi. Sống rồi không? Nè. Nghe cái mùi sống. Chơi đẹp. Kiểm chứng. Đúng là bà. Sao? Sống không? Từ nãy giờ nó dụ mình ăn đặng sụp ký. Sống không? Nhưng mà mình vẫn tính mà. Trái hồi nãy của mình bao nhiêu trái, chính là mình lấy bao nhiêu trái rồi coi ai nhiều hơn người đó thắng. Vậy đi. Ngon không? Để thử rồi. Ủa? Ngọt. Ngọt gì? Bỏ qua bên. Ngọt gì? Nó lấy miếng khác nó cạp nó thấy ngọt.
Rồi, tiếp đây, tiếp đây, tiếp đây. Trái đẹp, trái đẹp. Trái đẹp luôn. Trái đẹp. Để coi được bao nhiêu trái rồi. Ba trái rồi. Bốn trái rồi. Đây 1 2 3 4 5 6. Trái này sống nha bạn, nhưng mà ăn thử ra nó ngọt không. Còn mình thì trái mà sống. Quậy táo nè. Còn mình thì lo dưa gan nha bạn. Giờ mấy anh em mình sẽ gọt dưa gan để vô thao để dầm sữa ăn nha bạn. Quá ngon. Mẹ đi, nói nhiều quá. Trái này sống à. Thấy nó vậy thôi chứ nó sống. Sống. Sống nha. Chua kìa. Dưa mà chua. Bên này có 5 trái hả? Không, chín rồi, trái chín rồi. Ủa sao kỳ trời. Ừ. Rồi không. Ừ. Không, kệ cho bên này. Ủa, chín. Là vậy được. Lộn lộn nè, sống nha. Nè, hồng nè, hồng trắng nè. Rồi. Bên này nè, đó, ba trái à. Bốn trái. Thì nãy giờ mình coi có hai đội đó mấy bạn. Thì đây các bạn coi đây, bên này thì được 4 trái. Bên này được 4 trái, vậy là quê nha các bạn. Yeah. Không ăn hết, vậy là không có giải. Tối nay tao đi chơi với 4 người. Mình quê anh nhã không mót, anh nhã chung chung hết. Đúng rồi. Sao được không ấy? Đưa muỗng, đưa muỗng. Mỗi người 20. Này nha Vy, Vy coi đi, Vy coi đi. Dễ sao là ta ngồi ấy vô anh ba ngồi ăn. Sáng ngu suốt. Thôi chanh hủ làm như game đi. Bào gì là mới ngon nha bạn, chứ bào như mấy con nó dầm dầm thì chan cho heo ăn thì thua luôn các bạn ơi. Đúng rồi, bào cục cục á. Bào cục cục giống cục. Cục vừa ghen. Bây giờ vậy đi. Bây giờ mà mấy bạn nào muốn anh em mình gì vậy? Ủa mày biết cột dưa gan không tí? Nó cột vỏ lắm rồi. Đi cột xài. Bây giờ vậy nè. Bây giờ mà mấy bạn nào cái này chưa chín, cái này chưa chín. Chưa chín bổ à. Bây giờ mấy bạn nào mà muốn mấy anh em mình quay cái thử thách gì á, hãy comment bên dưới nha bạn. Mấy anh em mình sẽ làm hết luôn. Thử thách dũng cảm mày. Trời ơi, được rồi anh ba. Rồi chỗ này nó hết chín rồi. Thanh niên này đam mê đập đá mấy bạn ơi. Nãy ha, mày kêu em đập đá mà. Kêu mày đập nước đá chứ phải kêu mày đi đập đá đâu. Ủa chặt ra. Có kìa. Đâu đâu mày. Ồ mà mày có. Chặt đi. Ủa mình không đem cái bịch sao mình đập. Nãy bỏ đường nhiều quá. Bỏ vô áo mày đập đi. Vô nữa. Thời quên áo mua bốn tỷ rưỡi đó à, với lại áo mày nghe mùi chua đó mà đập vô cái rồi dục thâu vô gan luôn á. Thâu mà được rồi chắc đi dẹp đây. Được rồi đẳng cấp đá tài năng lắm nha bạn. Ôi đẹp kìa bạn, ngon lắm rồi. Ơi hay là mình lấy dưa hấu mình bỏ vô đi. Sắc dưa hấu ra. Sắc dưa hấu cái bỏ vô luôn. Sắc vài miếng dưa hấu đi. Vô luôn. Lụm nè. Bỏ lắm vậy? Bỏ vô ăn cho nó ngon. Ngon lắm. Ê, đừng. Ăn luôn hả? Đúng rồi. Được không? Được. Yên tâm. Cái kem dưa gan. Kem dưa gan cộng kem dưa hấu. Ra kem dưa lưới. Có dưa lưới không? Bỏ vô luôn nè. À
ăn xong rồi bỏ ngọn mấy anh em mình hãy đi giải quyết buổi tối nha bạn. Tao dành cái cầu trước nha. Tao rồi đó. Ê đang bị sâu muối ăn này có bị gì không bi? Chắc không đâu. Không bị cũng bị từ lâu rồi. Đi đi chạy 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 rồi. Biết sao không? Anh em mình đi ăn nhiều rồi, tại anh em mình quen nên anh em mình không bị. Ồ nhìn nó ngon kìa bạn. Quậy lên cho bạn xem được anh em lấy ngủ nha. Wow. Đó. Để á lên cho nó tàn nước xuống. Xin bệnh. Ủa anh em. Vậy. Xin bệnh. Nãy nhớ mua nhiều muỗng lắm hả? 5 muỗng cũng nạp hết. Muỗng đã tiêu đó. Muỗng mà có gì mua. Ủa sao anh em lấy 5 cái, 4 cái hả? Thôi giờ đút đi. Giờ chia ra đi. Thôi vô đi. Anh ba trước nè. Ăn ăn nha. Hụp. Ăn luôn. Sao anh Thành? Ngon ha. Vô. Mời bạn cùng ăn nha. Bạn gọi tới lượt ta chứ anh múc hoài hả? Chua béo quá. Mời bạn nha. Mời bạn nha. Ôi này mời bạn chưa? Mời các bạn ăn nha. Rồi vô. Ăn xong này về nhớ hí liễu. Đây các bạn, giờ mình ăn cục kim cương nha. Ra đến review cục kim cương đây. Đây các bạn cục kim cương nha. Ngon lắm nha các bạn. Em nhìn bà. Ăn xem đi, sao anh em yếu vậy? Không hả? À không có muỗng, trời nãy quên trời. Nãy định kêu mày mua nhiều mà xin mượn nhiều mà. Có năm chục ngày sao mua nhiều. Ừ. Mua hết mấy nước đá rồi nữa chị. Ừ quên. Nước đá mà 10.000. Vậy nước đá có 5.000. Lừa rối chứ. Nãy muỗng hả? Cái muỗng nào? Nãy mình mua. Hai cái luôn. Còn nữa mà. Còn tí nữa kìa. Còn có muỗng cho nè. Trời ơi. Còn nữa. Còn cái nữa. Quậy lên nè. Đây nè. Đâu? Nè lút nè. Trời đủ rồi mấy bạn ơi. Thôi bây giờ mình đặt cái cam rồi mình ra mình ăn chung với anh em cho vui mấy bạn ơi. Nè nhá ơi. Đây cho mình đặt cái cam cái. Ăn chung với mấy anh em nha mấy bạn. Quá ngon các bạn ơi. Thôi dài. Có mấy trái mới chín á. Bào á, mấy cái xác á. Thì chết đã ăn nha. Đau bụng. Ăn đau bụng mày. Thật là biệt lệ, tất cả em vậy, em đi đi ơi. Mình đi yếu rồi. Đi chỗ, chán ăn. Tới nóc rồi. Tới nóc rồi. Trời trời ơi, ăn ngón rành mà này chứ trời. Chưa hết hết trời. Thôi bạn ơi, bây giờ mình tạm biệt cho này, nó về nó còn đi vệ sinh nữa bạn ơi. Khoan, trước khi tạm biệt á. Dạ. Cho tao nói cái này á. Nói đi. Các bạn thấy mình hên không các bạn? Đi mượn hai con dao mà được Nguyễn Thảo Duy Gan ăn luôn các bạn ơi. À này chắc mình phải đi mốt Duy Gan đều á các bạn. Thôi bạn ơi, bây giờ mấy anh em mình chào tạm biệt luôn các bạn. Trời cũng tối lắm rồi. Rồi bây giờ mấy anh em mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nha. Đừng quên cho mấy anh em mình một like nè, đăng ký ủng hộ mấy anh em mình nha. Chia sẻ nha bạn. Đúng, chia sẻ nữa. Chia sẻ nữa. Bye bye các bạn. Bye.